bộ răng và móng vuốt. Tốc độ và sự tinh khôn. Tự nhiên cung cấp cho chúng sức mạnh. Trang bị cho chúng các công cụ để sống sót. Và vũ khí để chống chọi lại. Chúng là bậc thầy trong trò chơi tranh giành sự sống. Chúng là những sinh vật nguy hiểm nhất châu Phi. Một con sư tử đơn độc chỉ giết thành công một con mồi với tỷ lệ 1 trên 6 lần thử. Vì thế, nó không hề muốn chia sẻ. Nhưng tất cả đều được lợi, chỉ trừ linh dương đầu bò. Mùa này có rất nhiều linh dương đầu bò trên đồng cỏ. Và cả những con họ mèo lớn có khả năng hạ phục chúng. Cùng linh đầu, loài vật cho rằng ăn cắp phần thừa từ đối thủ là tấm vé đến thành công của mình. Nó sắp phát hiện ra mọi việc không đơn giản như vậy. Một con linh cầu đơn độc đang đi lạc vào xào huyệt của sư tử. Nó đi theo bữa ăn tưởng như dễ dàng với thịt linh dương đầu bò tươi. Sư tử và linh cầu tranh giành lãnh thổ của nhau. Con linh cầu không phải là mối đe dọa khẩn cấp, nhưng nó vẫn là kẻ thù. Và một con linh cầu sẽ dẫn theo nhiều hệ quả kế tiếp. Con linh cầu lén lút này coi sư tử như kẻ cung cấp đồ ăn. Nhưng nó đang quá tham lam. Và nếu đụng tới sư tử, sẽ phải nhận hình phạt thích đáng. Đôi khi, bạo lực là kế sách cuối cùng, nhưng đôi khi đó lại là tất cả. Trong những khu rừng rậm rạp ở Gabon, cộng đồng Tinh Tinh thích tụ tập cùng nhau. Mỗi cộng đồng có một lãnh thổ riêng. Những con tinh tinh này tạo sự gắn kết, phá vỡ sự gắn kết đến và đi từ các bầy đàn. Con đực đầu đàn chịu trách nhiệm chính giữ trật tự như cảnh sát trưởng ở vùng biên cương.
bầy đàn của nó có thể rất gắn bó, sống chan hòa, hoặc cũng có thể tàn bạo đến mức báo động. Lúc này, thủ lĩnh đang cần hành động. Nó tập hợp một số kẻ dưới trướng. Vì những lý do mà chỉ có Tinh Tinh mới hiểu, con đầu đàn này cảm thấy đã đến lúc phải chứng minh sức mạnh của mình bằng cách bắt đầu một cuộc đột kích, dù không có bất kỳ sự khiêu khích nào. Ở phần khác của khu rừng, nơi tất cả đều yên tĩnh và thanh bình, một gia đình Tinh Tinh nhỏ đang thư giãn trong ánh nắng chan hòa. Chúng trải chuốt cho nhau để thắt chặt sự gắn kết. Chúng không biết điều gì đã khiến thủ lĩnh láng giềng đi đến phần này của khu rừng. Cho tới khi mọi thứ quá rõ ràng. Không hề cảnh báo, con Tinh Tinh tấn công, buộc gia đình nhỏ phải chiến đấu để bảo vệ sự sống. Ngay lập tức, một buổi chiều yên bình biến thành khung cảnh bạo lực. Và nhanh như khi nó bắt đầu, cuộc chiến đã kết thúc. Những kẻ xâm lược tập hợp lại trước khi quay trở về. Chúng bỏ lại những con bị thương hoặc đã chết. Tinh Tinh thường tự phát tấn công những bầy đàn lân cận, dường như để chứng minh sự thống trị của mình. Ngay cả những con cái cũng không nằm ngoài sự bạo lực này. Thực tế, chúng còn thường xuyên làm mục tiêu. Cuộc chiến kết thúc như thể chưa từng có gì xảy ra, ngoại trừ vết máu đổ. Bị thương là một chuyện, giết được đối thủ lại là chuyện khác. Trên đồng bằng Okavango, nơi sa mạc Kalahari khô cằn đã nuốt chửng cả một dòng sông, vùng đất hoang sơ bằng phẳng tuyệt vời này đã giúp phát triển môi trường thiên nhiên hoang dã đa dạng nhất châu Phi. Những con ngựa vằn đồng bằng này sống trong đàn. Nhiều con ngựa cái đi theo một con ngựa đực đầu đàn. Hôm nay, con ngựa đầu đàn này chuẩn bị phải đối mặt với một kẻ thách đấu. Ngựa vằn có thể cùng nhau gặm cỏ rất yên bình, nhưng nếu một con vượt quá giới hạn, nó có thể sẽ phải trả giá, thậm chí bằng cả cái chết. Sọc của ngựa vằn giống như mã vạch cá nhân mà chúng sử dụng để nhận ra nhau. Hôm nay, đàn ngựa biết rằng có một kẻ lạ trong đàn. Các đường sọc cũng tốt cho sức khỏe của ngựa vằn. So với những động vật đơn màu, các họa tiết đậm có thể giúp giảm nhiệt độ bề mặt của ngựa vằn tới hơn 3 độ C. Ngựa vằn sống ở những vùng lạnh thuộc châu Phi có sọc thưa hơn những con sống gần xích đạo. Và côn trùng mang mầm bệnh dường như cũng bị đẩy lùi bởi các sọc vằn này. Nhưng vết côn trùng cắn không phải là nguyên nhân khiến ngựa vằn thấy nóng bức và khó chịu. Đang là thời điểm giao phối và con ngựa đực kia đã quyến rũ con cái trong bầy bằng việc cọ cổ.
con ngựa đầu đàn đã phát hiện và rất tức giận. Kẻ xâm phạm không chịu dừng lại. Cuộc chiến bắt đầu. Kẻ thắng cuộc sẽ có tất cả. Một cú đá có thể làm vỡ hàm của sư tử. Và chúng không sử dụng cú húc nào ngày hôm nay. Chiến thắng thuộc về kẻ mạnh. Con đực đầu đàn phải đánh bại kẻ dám thách thức để giữ được vị trí của mình. Nếu tạo thế và đu đầy là chưa đủ, bạo lực sẽ leo thang. Nhưng một vết cắn vào sườn có thể kết thúc cuộc chiến nhanh hơn. Đây là cuộc đánh cược may rủi khiến kẻ thách thức bị thương và chịu tủ nhục. Và nó cũng có thể dẫn đến việc kẻ tàn phế trở thành bữa trưa cho một loài săn mồi. Con thắng cuộc giữ được vị trí đầu đàn. Nó sẽ tiếp tục truyền gen của mình cho các thế hệ tiếp theo, ít nhất cho tới cuộc chiến sau. Sự thống trị là chiến thắng khó khăn cho các loài động vật thuộc mọi kích cỡ. Voi châu Phi, loài động vật có vú trên cạn lớn nhất thế giới. Chúng không ngừng phát triển. Và chúng không bao giờ ở lâu tại một nơi. Để sống sót, voi phải chú ý tới hai mùa. Mùa mưa để được thỏa thích uống nước. Và mùa giao phối để phục vụ cho những nhu cầu còn lại. Nhu cầu đó, hôm nay, những sinh vật to lớn này hy vọng sẽ được thỏa mãn. Con voi này sẽ phải xếp hàng vì một con đực khác đã tranh quyền giao phối với đàn này. Vì vậy, giờ kẻ nổi loạn này với mức testosterone gấp 50 lần bình thường phải chứng minh nó là lựa chọn tốt hơn. Không con vật nào có thể đấu lại với con voi đực nặng 5 tấn với mức testosterone đang dâng cao, trừ một con voi đực khác. Nhưng đối thủ nhỏ hơn trong cuộc chiến giành quyền giao phối đã nhận được thông điệp. Nó lùi lại. Bỏ cuộc có thể giúp nó giữ mạng sống, nhưng nó sẽ mất tất cả những thứ khác. Đàn voi sẽ tiếp tục đi mà không có nó. Nhu cầu của con voi chưa được đáp ứng. Voi đực trở nên vô cùng giận dữ và hung hăng. Mức testosterone tăng vọt cùng với sự giận dữ, tình trạng đó có thể giữ nguyên trong nhiều tháng. Với con voi đực thua cuộc, cuộc chơi chưa dừng lại. Nó tìm một con đực khác có kích thước tương tự và bắt đầu cuộc chiến. Chỉ có một cách để xác định kẻ thắng. Được trang bị cặp ngà 117 kg, con voi đực giận dữ có thể đâm và lật úp một chiếc ô tô. Và những đấu sĩ này cần được thỏa mãn. Tuy nhiên, đây chỉ là cuộc chiến giành sự thống trị, không phải là trận đấu quyết định sống còn. Đến một thời điểm, kẻ thua cuộc chấp nhận kết cục và kẻ chiến thắng được xác định.
Đối với một số loài, sự thành công được đo bằng số lượng thành viên. Cuộc chiến giữa kẻ đi săn và con mồi đôi khi có thể đạt đến số lượng đáng kinh ngạc. Hầu như mỗi năm, bờ biển phía đông Nam Phi đều diễn ra cuộc chiến với số lượng tham gia khổng lồ. Hàng triệu con cá mòi đi theo dòng chảy lạnh về phía Nam. Một sự kiện khó mà không bị phát hiện. Hàng đàn con mồi khổng lồ làm mờ đi ánh mặt trời, nhưng lại làm bừng sáng ngày mới của kẻ săn mồi, từ dưới nước và phía trên cao. Mùi cá mòi thơm và béo giống như một lời mời trân trọng tới ăn bữa tối. Cá malin xanh xuất hiện nhanh nhất có thể. Lướt qua vùng biển ôn đới và nhiệt đới ở phía đông, nơi nó ưa thích hơn, hướng về dòng biển lạnh, nơi cửa ngõ của bữa ăn. Nó không phải là sinh vật đầu tiên tới đây. Từ vùng biển lạnh, ở bờ kết Nam Phi, cá ngừ vây vàng săn mồi bằng tầm nhìn xa. Không giống như cá malin, chúng bơi theo bầy đàn và thậm chí thường nhập đàn với những loài cá khác to lớn hơn. Và giờ, chúng đang tập hợp lại để dự bữa tiệc cá mòi. Cá mòi cuộn và xoay tròn như một quả bóng dưới nước. Từng con cá nhỏ đang chạy đua để giành một chỗ an toàn ở giữa trung tâm. Cảnh tượng rực rỡ có thể thu hút sự chú ý và gây hoang mang cho kẻ săn mồi, nhưng phần xung quanh có khá nhiều thức ăn. Và điều đó thật tốt vì cá ngừ vẫn tiếp tục kéo đến. Nếu hàng đàn cá mòi dài nhiều km giống như một thành phố đông đúc, thì những con cá nhỏ xung quanh giống như những thị trấn vệ tinh. Đồ ăn vẫn ngon như vậy, nhưng nhà hàng này càng ngày càng ít khách. Điều này không làm cho việc săn mồi trở nên dễ dàng hơn chút nào. Những con cá malin xanh xoay xung quanh quả bóng cá mòi chờ cơ hội. Kỹ thuật của chúng là đánh rồi ăn, làm choáng cá mòi bằng một đòn tấn công từ miệng, sau đó quay lại để ngấu nghiến con mồi. Tuy nhiên, nói thì luôn dễ hơn làm. Những con cá mòi nhỏ bé đã làm khó được một trong những loài cá lớn nhất thế giới. Nhưng nó rất kiên trì. Vây gấp của cá malin xanh cho phép nó tấn công một chùm con mồi với tốc độ lên tới 8 mét mỗi giây. Nó đã may mắn khi loại bỏ được bầy cá lớn gây nhiễu loạn và bắt được những con đơn lẻ. Sau khi ăn no,
nó sẽ quay lại vùng nước ấm hơn, nơi nó ưa thích. Ở độ cao 1,6 km trên vùng núi Ethiopia, khỉ Gelada sống trong các vách đá và bụi cỏ. Trong số các loài linh trưởng trên thế giới, chỉ con người là ít leo trèo. Gia đình gồm nhiều khỉ mẹ và khỉ con này được liên kết và thống trị bởi con khỉ đực to lớn, ít nhất là cho tới thời điểm hiện tại. Nếu không làm hài lòng lũ khỉ cái, con khỉ đực sẽ bị bỏ rơi ngay. Nhiều loài linh trưởng rung rung phần màu đỏ phía sau để phát tín hiệu hứng thú với bạn tình. Nhưng khỉ Gelada chủ yếu ngồi. Vì thế, chúng sử dụng phần ngực có hình dạng giống hai cái mông của mình để thay thế. Đàn khỉ đông đúc di chuyển như những người quét, dò mìn, nhổ bật những đám cỏ, nguồn thức ăn chính của chúng. Chúng tạo thành một cộng đồng cùng đi kiếm ăn, có số lượng lên tới 600 thành viên. Rễ và củ tạo thêm hứng thú cho bữa ăn quen thuộc của con đực đầu đàn, nhưng nó chuẩn bị đón nhận nhiều bất ngờ hơn so với mong đợi. Con khỉ đực non trẻ này dám thách thức nó. Và một con khỉ cái đã phản bội để đi theo con khỉ đực trẻ. Ly hôn theo phong cách khỉ Gelada. Không phô trương ầm ĩ, bầy khỉ cái và khỉ con chuyển qua ủng hộ con khỉ nổi loạn trẻ tuổi hung dữ. Sự chia cắt hiếm khi diễn ra trong hòa bình. Khi con đực cố gắng quay lại, kẻ thay thế nó đã sẵn sàng cho cuộc chiến. Testosterone với vẻ hiên ngang và mái tóc như ngôi sao nhạc rock. Khi con khỉ Gelada lớn hơn kiệt sức, cuộc chiến kết thúc. Nó sẽ phải gia nhập một nhóm các con khỉ độc thân khác và thậm chí có thể bắt đầu với những con cái mới. Ngay cả khi nó thua cuộc, gia đình vẫn có thể quyết định giữ nó lại và đuổi con khỉ đực mới đi. Ở nơi này, quyền quyết định luôn nằm trong tay con cái. Những sinh vật thuộc giống cái trên hòn đảo nhỏ này không có ích nhiều với con đực, ngoại trừ việc sinh sản. Mỗi năm, hàng nghìn con hải cầu lông sinh ra một thế hệ mới ngoài khơi bờ biển Nam Phi. Sau khi dành vài tuần đầu tiên trên đảo, hải cầu non đã sẵn sàng xuống nước. Và mẹ của chúng chuẩn bị tiếp tục giao phối. Sau khi lấp đầy cái bụng rỗng, vì thế, chúng tìm kiếm những quả bóng, dày đặc, những đàn cá mòi lấp lánh. Nhưng hải cầu non có cách thưởng thức ẩm thực khác. Không xa từ hòn đảo hải cầu, hòn đảo chim nơi ngập tràn tiếng kêu của những con áo biển, những kẻ săn cá chuyên nghiệp. Cứ 2 hoặc 3 năm một lần, áo biển trống và mái xây tổ và nuôi lớn một con chim non duy nhất. Với số lượng còn nhiều hơn cả áo biển trưởng thành, chỉ 8 tuần sau khi nở. Lớp mỡ cung cấp cho chim non nguồn dự trữ để sống trong khoảng 10 ngày mà không cần ăn. Với sải cánh dài 1,5 mét, những con áo biển trưởng thành thường bay lượn dễ dàng. Nhưng vẫn cần tập luyện. Và tập luyện một cách chăm chỉ.
trong khi chim non học bơi, những con chim trưởng thành đi bắt cá. Nhảy xuống quả bóng mồi từ độ cao 3 tầng lầu, chúng tham gia bữa tiệc cùng hải cầu. Hộp sọ dày và túi khí trên mặt bảo vệ chúng khỏi va chạm từ vận tốc 96 km/h. Những con chim giữ nguyên cách thức cho tới khi ăn no. Quay lại hòn đảo chim, không có nhiều tiến triển. Những con nhỏ đầy quyết tâm, đơn độc và không có sự phòng bị. Những con ở dưới nước đang gặp khó khăn. Vài con may mắn tìm được cơ hội để hít thở. Vài con khác bị sóng đánh quay cuồng như nắp chai. Và dòng nước vẫn tiếp tục. Một số con hải cầu đực non nhận ra có nhiều thứ hấp dẫn hơn là đuổi theo những con cá mòi bé nhỏ này. Những con ó biển non, nhiều mỡ, béo và không biết bay. Không quan tâm đến thực đơn thông thường, hải cầu là mối đe dọa thực sự của ó biển non. Dù là kẻ săn mồi đói bụng hay một đối thủ chiến đấu vì thứ hạng quyền lực, mỗi con vật đều phải đối mặt với kẻ thù riêng. Và ở mọi trường hợp, bộ não, cơ bắp và những bản năng tự nhiên sẽ giúp phân định đâu là loài vật nguy hiểm nhất.